Còn gì để chia sẻ không? Mình cũng gần 2 tiếng nữa bác. Tôi thấy tới đây cũng đủ. Dạ. À, chúng những đề tài đó là bây giờ bác nghĩ sao về cái vụ ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh? Đấy, à, Việt Nam đang xử đó, ngày hôm nay là ngày thứ ba đó. Được, tôi thấy cái chuyện này là một cái chuyện tự tự nhiên, anh Rất là làm bình thường đúng không? anh lỗi lầm nhiều quá thì cái lúc trước là chưa nói được, chưa đưa anh ra tòa được, thì bây giờ tôi hội đủ các cái điều kiện, hội đủ nhân chứng, hội đủ các yếu tố, thì Vâng. dù anh có trốn ở cái phương trời góc biển nào người ta cũng cũng tìm thấy được, ngoại trừ anh nhào ra anh tự tử anh chết thì thôi, chứ còn mà anh chết rồi người ta vẫn xử được cơ mà. Dạ đúng rồi. Đấy, thành ra tội là tội mà công là công, chứ Dạ đúng rồi. không có nhập nhằng cái vụ đó. thành Thấy ra thành ra chưa chưa tới hết đâu, nhiều cái nó còn còn những mà nghe đâu ông Đinh La Thăng rồi xong cái tội này là còn một cái tội khác đang chờ đấy. Dạ. Thành ra cái gì đó tới người ta thụ lý được đủ đầy đủ nhân chứng vật chứng thì người ta Dạ. đưa ra thôi, thì sớm muộn gì. Còn cái ông nói là cái này đây rồi 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 cũng đánh cụi cho vào ở rồi 5 7 tháng 1 2 năm rồi lại cho ra, thì cái này là cái việc nói thì nói vậy thế, nội cái bị đưa ra mà xử cũng đã là mất cái uy tín rồi. Thì dù anh có cố gắng anh phục hồi cho này thế kia, nó cái chén cái bát cái bình quý mà nó đã bị vỡ rồi, anh giá cách mấy thì nó cũng có dấu có tì có vết. Thành ra cái chuyện gì chưa tới lúc làm thì người ta bây giờ đã tới lúc, cái tình hình bây giờ nó vững vàng hơn, nó sáng sủa hơn, người ta lôi anh ra người ta xử đâu đó để dân dân chúng ở trong nước và dân Việt Nam ở nước ngoài người ta thấy được cái sự nghĩa là công chính của chính phủ nó như thế nào đó, vì dân vì nước như thế nào, thì không có vấn đề phe phái phe nhóm hay là nhóm lợi tức cái gì đó trong này trơn á. Anh có tội thì là trước sau gì anh cũng phải đền cái tội của anh thôi. Vâng. Đấy. Thì nhân tiện nói cái vụ đó thì tôi cũng xin phân được phân tích như thế này. À, là đầu tiên á là các ông ở trên Facebook ông nào cũng là luật sư hết. Nhưng mà ông không có ông nào là có bằng đấy. Tôi đã từng phân tích cái vụ ông Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức. Đấy. Và tôi đã từng phân tích cái vụ ông Trịnh Vĩnh Bình ở bên Hà Lan. Và cả hai vụ sau khi chúng tôi phân tích ra đó thì tất cả cộng đồng mạng câm họng hết, tôi nói thẳng luôn chữ câm họng. Không thể phản biện được những cái gì chúng tôi nói ra thì bây giờ trên cộng đồng mạng lại đưa ra cái vụ ông Đinh Xuân Thanh và lại thêu dệt lên ngày hôm nay, tức là ngày hôm qua mùng 8 tháng Giêng, chính phủ Đức đặt vấn đề với lại Việt Nam và sẵn sàng cắt đứt liên hệ ngoại giao, tại vì là luật sư Đức không được cho phép biện hộ cho ông Trịnh Xuân Thanh. Đây là một sự vi phạm công ước quốc tế. Úi giời, nói kinh khủng lắm. Chỗ đó tôi xin thưa thế này này, cái thằng tội phạm hay là cái thằng ăn cướp, thằng ăn cắp ở Việt Nam dù nó có trốn đi nước nào thì nó cũng vẫn là thằng ăn trộm, làm thằng ăn cắp, một thằng có làm cái nhiều nhiều cái điều dối trá gian dối ở cái nước này. Thì Trịnh Xuân Thanh là cái gì hay là Đinh La Thăng là cái gì mà tòa đại sứ nó phải đứng ra Vâng. mà nó đứng ra mà nó cả mẹ mẹ nước nước kia mà còn thiếu Quyền gì lợi quốc việc gia nó phải cao hơn cái quyền lợi thiếu của gì một mẹ một cái thằng mà mẹ trốn nghe đâu một cái thằng Việt Nam ăn cắp trốn ra nước nó mẹ nó may tham nó nhũng mà bị tội về tham có cái việc gì đâu mà đây rồi xử cái này rồi là mất quan hệ ngoại giao giữa hai nước, là nước Đức đã hồi đó bây giờ đã từng ủng hộ Việt Nam rất nhiều, giúp đỡ Việt Nam rất nhiều, đây kỳ rồi kỳ này đây rồi bà thủ tướng Đức bà coi Việt Nam không ra gì Vâng. mà binh vực cho một cái thằng ăn cướp ăn trộm mà rồi Ai ai bênh vực vậy? mà sợ mang tiếng sao. Thì bác thấy rằng á, tôi phân tích như này, đầu tiên những cái người nào viết cái kiểu đó đó là những thằng ngu nhất trên thế giới trong thế kỷ thứ 21 này. Tại sao? Cái người luật sư Đức đó, tôi hỏi
đã có giấy phép hành nghề tại Việt Nam hay chưa? Đấy, chắc chắn là chưa. Đấy. Thế rồi đó, một người luật sư mà ở bên nước ngoài có quyền đi vào trong này để cãi cho một người mà ở trong này mà có biết gì luật ở Việt Nam hay không? À, ai trả tiền cho cái thằng luật sư đó đi từ bên Đức sang Việt Nam mà cãi? Đấy, đấy rồi, cái khi mà cái người viết cái này lên á, có chứng minh được cho biết rằng á, là ông Trịnh Xuân Thanh có xác nhận trước tòa đây, luật sư của tôi tên là người Đức, Anka, ABC gì đó này kia là cái hợp đồng ấy. Có đưa ra được cái hợp đồng rằng ông luật sư này ấy không? Ngay cả luật sư ở trong Việt Nam. Ngay cả luật sư ở trong Việt Nam mà muốn cãi cho ông Trịnh Xuân Thanh cũng phải có. Ông cũng phải có giấy phép hành nghề ở đây hay là ở đây này kia hoặc là được chấp thuận ấy không? Mới được cái lại. Thì bằng chứng rằng có... có nhờ một vài luật sư kể có cả một nữ luật sư sau khi nghiên cứu cái hồ sơ mà thấy cái ông này như thế này, nhiều thứ nó như thế này, bây giờ bà đứng lên bà từ chối, bà rút lại cái lời đã nhận biện hộ cho ông Trịnh Xuân Thanh. Thì cái chuyện đó là cái chuyện thường, người ta nghiên cứu cái này thấy rằng thằng này nó gian quá, mình không làm sao mà cứu nó được hết, không còn cái chỗ nào để mà bào chữa cho nó nữa, thì ăn cái giải gì mà phải vào đây mà binh vực cho nó, ai trả tiền cho mình? Thì luật sư đó đầu tiên họ nghĩ tới tiền, chứ họ không có nghĩ cái gì hết á, cứ vấn đề sai hay là trái họ cũng không cần, anh có tiền anh trả cho nó, anh ra tòa anh trái anh đi ở tù, tiền anh vẫn bỏ túi, tại vì ông làm. Nhưng mà cái vấn đề đấy, cái vấn đề tích cực của nhà nước Việt Nam người ta không nhìn. Tích cực là gì? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rồi, củi tươi cũng phải đốt. Đấy. Lúc cần đó đốt, là đốt. Cái mà chúng ta phải khen nhà nước Việt Nam, họ thật sự họ quyết tâm, họ nghĩ rằng cái vấn nạn tham nhũng là cái vấn nạn rất là nguy hiểm. Cũng giống như một cái vấn nạn bây giờ đó là trên Facebook ấy. Một số người đi nhận tiền xong rồi lên nói bậy đấy bạn. Tôi không nói tên ai, thành ra tôi không cần phải chứng minh cái gì. Thế còn bây giờ cái chuyện ở đây đó, cái vấn đề ông Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, người ta mới xử có ngày thứ hai. Mà theo luật đó, là cái ngày đầu tiên đó, quý vị biết có luật sư nước ngoài hay không nước ngoài đó, nó phải có ngay từ đầu tiên, chứ đâu phải là cái bây giờ đùng cái tự nhiên nghĩ ra cái vấn đề. Ngày mùng 8 tức là ngày hôm qua là chính phủ Đức nghĩ rằng là cái vụ xử ông Đinh La Thăng này sẽ làm cho cái quan hệ ngoại giao Đức và Việt Nam sẽ bị khủng hoảng. Mà quý vị đã nói từ hồi Trịnh Vĩnh Bình rồi qua đấy, Trịnh Xuân Thanh lúc mà chưa bị bắt rồi còn bị bắt, bây giờ lại còn lặp lại cái chuyện đó, toàn là những cái tin tiêu cực đấy, đấy ở rồi ở bên Đức khoa gió này, cũng lại bịa đặt ra những cái chuyện đó. Mà anh ngồi bên đó, anh vào trong bàn phím nhà anh bịa những chuyện, tôi hỏi rằng anh cứ bịa những cái chuyện đó ai trả tiền cho anh đấy, anh bịa ra để làm cái gì đấy. Thì đó cái câu trả lời nó nằm ở ngay trong cái câu hỏi đó rồi. Lưu Xuân Trường nói rằng bà luật sư người Đức chắc được Việt Tân thuê để quấy rối thôi hả bác ạ? Đấy. Cái vấn đề đó, vấn đề dù mới có được ai thuê thì không cần biết. Bà có giấy phép để hành nghề tại Việt Nam hay chưa? Bà có văn phòng để mở tại Việt Nam hay chưa? Cái chuyện đó cái vấn đề. Và cái vấn đề ông Trịnh Xuân Thanh có phải là vấn đề quốc tế hay không? Còn cái chuyện đây mà anh ăn cắp tiền của người ta thì bây giờ anh bị bắt thì anh phải trả thôi. Ông Trịnh Vĩnh Bình đó, cái vấn đề đó cũng đấy. Bây giờ quý vị nào trả lời cho tôi Trịnh Vĩnh Bình ấy. Đấy. Xong chưa? Có thấy nó nói gì nữa không? Phân tích của tôi có đúng không? Đấy. Trịnh Vĩnh Bình ấy câm họng hết cả lũ này. Mà có ông bà luật sư nào bên Đức mà sang bên Việt Nam mà nói tiếng Đức bây giờ có biết là mà luật sư mình nói là
người mình nói mà xài tiếng Đức là ghê gớm lắm. Nữa. Nói tiếng Đức ở trên Facebook nhiều lắm. Thì bởi vậy. Nói tiếng Đức ở trên Facebook nhiều kinh khủng luôn đấy. Thì là cần gì phải sang bên bên Việt Nam biện hộ. Bên đây các bạn thay mặt những người luật sư đó sổ tiếng Đức ở trên mạng thiếu gì đấy. Ở bên Việt Nam còn một cái vấn đề.